Thank you.
vui. Và hôm nay thì anh Trung Maravui hát thì có chị Minh. Anh Trung Maravui là một xây dựng tròn và chị Minh là một ai đang vui đồng trường. Và chị Minh rất là một lời mời chị Minh lên đây để giới thiệu lại coi thử cái công bằng của tròn của ngày nào. Chị Minh đâu rồi ạ? Mời chị Minh, mời chị Minh lên đây. Mời chị Minh lên đây. Mời chị Minh, mời chị Minh lên đây. Thấy rằng là đây là một trong những cặp sau khi ra trường đến với nhau. À, xin chân trọng, đây là rất quý thầy cô, xin các bạn. À, gia đình chúng tôi là một trong những cặp yêu nhau trong trường, cũng bị các thầy cô và các bạn cũng phê bình, cũng có rồi phải qua bao nhiêu sóng gió. Giờ này hai cái rồi các bạn, đúng là là kinh tế con gái của mình đạt, và người ta nói phía sau của người đàn ông thành đạt, mặc dù em như thành đạt luôn luôn có bóng dáng một người phụ nữ đây, người đứng sau lưng của em. Xin cảm ơn đôi vợ chồng công minh chúng ta các bạn hôm nay nè. Xin cảm ơn, anh Trâu hát một cái bài núi làm chúng ta nhớ về trường. Tuy ở Phan Rang, nắng và gió vùng biển, nhưng mà chúng ta nhớ thị trường. Tiếp theo chương trình thì tôi xin trân trọng mời đại diện của đoàn Bình Thuận, và tôi tin chắc rằng đoàn Bình Thuận sẽ hát một bài để tặng thầy cô tại trường. Xin mời đại diện đoàn Bình Thuận. Chúa là tôi,
lên phát biểu cảm tưởng với buổi tổ chức hôm nay sau khi một đoàn Ninh Thuận và một số đoàn đã có ý kiến. Và thời gian còn lại, tôi xin mời đại diện của quý thầy cô lên phát biểu với các học trò của mình. Xin mời. Nhưng mà có người chủ của ta đó thầy đã trả qua nhiều điều, nhưng thầy có một cảm nhận rất rõ ràng. Cái lớp học sinh của con quá đầu tiên của trường chúng ta học là giỏi, học là thầy giỏi dạy một, cái hiểu của thứ hai cần sâu lắng quan trọng đó thầy. Vì vậy, thầy chúc cho các em con cháu của mình vì sao cũng tên nghĩa cũng dỗ nhau như cha mẹ của nó. Thứ hai nữa là các thầy đã già trước nhiều rồi lại lộ người đây để giữ một học mẹ thầy được nghĩa của các em. Vì đó là tỉnh nghiêm cao nhất của mình. Mang các em nhận tấm lòng chân thành của cô này. Khi mà các thầy từ mở đầu đến nay thì mong theo cái hơi nắm của nhà trường truyền lệ cho các em, truyền lệ cho các em để các em luôn luôn cảm thấy ấm áp và làm hơn các thầy xưa. Điều sau đó, thầy hiểu thông tin thần thiết của báo động, trời may báo động cũng như năm nào. Có học đây mà thế hệ của các em được chọn, hôm nay có một trưởng thành, sáng bổ thầy những người đến đây trước. Báo nhìn mọi người các em như này, đường ta, đường bao giờ cũng đi, và thế. Hôm nay con con gặp kẻ khi mà chào đón các em cái việc này nào theo như thầy tiết tiết lộ là làm theo đó là thầy của lãnh đạo thầy giúp cho ta đấu với lãnh đạo của quận lãnh đạo là thế nào cái việc tổ chức để được thầy giúp đỡ là được để tốt hơn tổ chức có buộc làm đại đóng thành đại diện và có quyền cho các thầy cũ và cũ từ năm cái đầu xưa là có thể giúp cho con tất cả các cô tài của anh và các cô hôm nay. Yes. Làm tôi nghe rất sâu động. Chính những cái lời ý của thầy bà là mong muốn của tất cả những các em học sinh ở đây muốn tổ chức về là trường học lập xin trân trọng cảm ơn thầy. Chúng ta đón chào hôm nay và đoàn của Ninh Thuận còn rất xin trân trọng giới thiệu quý thầy cô mới đây sau đó là thầy Thảo, thầy Thúy và cô An từ Sài Gòn và An Giang mới tới sau. Đại diện cho các đoàn đến đoàn đến Kim Thành ba thầy cô mới đến một cô hoa toàn thầy cô một cô hoa tươi mắm thì nhớ về trường nhớ về các em học sinh vỗ tay xin cảm ơn. Đến từ Dương, thầy học Dương có vài lời
công nghiệp, dịch vụ rồi mới đến nông nghiệp. Và cũng thưa các bạn là cơ cấu sản phẩm của nông nghiệp của Bình Dương chỉ chiếm 4% thôi, 4% thôi. Tổng giá trị sản phẩm của Bình Dương chỉ có 4%, nghĩa là chúng tôi làm nông nghiệp trong một tỉnh mà nông nghiệp chỉ là thứ yếu và một cái đặc điểm. Nhưng nông nghiệp thì Bình Dương cũng xác định là không bao giờ là chấm dứt, và cũng đóng góp vào cái nền kinh tế nông nghiệp là một cái đặc biệt là nông nghiệp này. Mà chỉ cần một cơ cấu kinh tế rất nhỏ đó, chúng tôi được bán trụ vào việc làm như thế này của ngành nông nghiệp của mình. Xin chia sẻ và tôi được như vậy. Còn bản thân chúng tôi đến đây thì cũng có những cái tin vui và cũng có những cái buồn, có cái cũng có những buồn và vui lắm. 2 năm trước đây thì khi chúng tôi họp mặt ở Đồng Nai, chúng tôi còn đầy đủ các bạn cộng một thì có tin buồn là bạn Đoàn Đình Hải bắt đầu chúng tôi là từ làm sao một vai này, đó là một mất mát của một tin buồn lớn đối với Đoàn Đình Hải Minh Đức. Trước khi đến đây thì tôi cũng tìm những cái tin gì đó vui vẻ để chia sẻ với anh em chúng ta, thì tôi cố lục xem là 10 người người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam thì họ có mấy tên anh em mình, cố tìm cái danh sách 100 người giàu nhất tôi không có, tới 1.000 người tôi không có anh em mình cũng hơi buồn. Rồi coi danh sách chính phủ từ thương lượng cả xuống cũng có anh em từ mình. Nhưng mà cái vui cũng là sao, là hàng ngày đọc tin tức thì thấy anh em thì không có ai tin cậy gì cả, cũng không có ai ngủ giọng nhân viên mùa ở đâu vừa qua, cũng không có ai cá độ mà để bán nhà để đó tin cái vui. Nói được rồi chứ thật sự là qua theo dõi thì mặc dù là từ pháp một cái những khóa thì sao là anh em có một người mà tiếp tục những ngày của mình trong doanh nghiệp nhà nước, trong hệ thống hành chính hoặc là ra làm kinh doanh vẫn tiếp tục nghề của mình. Nhưng cũng có nghề của người là học xong không làm gì đó, nhưng mà thật ra thì mỗi người có con đường đi riêng, và tôi cũng rất mừng là hầu hết anh em đều hạnh phúc với cái công việc của mình hiện nay, với gia đình hiện nay đó. Một điều tôi rất vui là nãy tôi nói đùa là không ai cảm thấy đó, nói đùa tôi mà thật ra thì anh em là rất hạnh phúc, mỗi người có con đường đi riêng thì hôm nay gặp lại nhau đó. Và đến đây hôm nay thì tôi mới có cho tôi một lần là một số thầy mặc dù là cổ lại đi nhưng mà có mạnh khỏe cũng vẫn đến chung vui cho chúng ta, thì đó cũng là một điều vui hạnh phúc. Và hy vọng là làm sao 2 năm nữa chúng ta sẽ gặp đầy đủ, và một quan niệm vọng của chúng tôi là làm sao xin được tổ chức đại đường Vườn Hương là nơi mà các anh em chúng ta cũng đều mong mỏi được gặp thành tâm được quay về để mà ở những cái gì đi lên những con đường đó, gặp lại những cái cảnh xưa người mỹ. Và như là lời của chị Bá vừa nói là năm sau thì tôi sẽ cố gắng tổ chức là một tháng, chúng tôi cũng rất hy vọng là tổ học sinh của nhóm cộng đồng sẽ giúp đỡ luôn những khối học cái nhà trường mà cụ thể hiện nay là cần thiết là có cái hiệu lực cộng đồng hiện nay là anh em còn khá có thể có một cái lần gặp mặt lần thứ 10 gặp quần đảng tại thành phố. Xin cảm ơn anh Đồng Nghiệp. Hôm nay tôi được biết là có truyền thuyết tôi là một học sinh của trường lên đây là lần nào có ý kiến của thầy Bá, và chúng tôi xin trân trọng được mời thầy Thiết lên có một bài đọc được. Xin mời anh chị em tôi xin một người là công học kỹ thuật và người bảo lộc và thân mến. Trước hết cho tôi được thay mặt cho đội ngũ giáo viên của nhà trường xin kính chúc tới các thầy cô giáo, và xin mến chúc với các anh chị và các bạn học sinh của trường được nhiều sức khỏe.
một số nét kể từ năm 2010 đến nay. Bởi vì là ở cái gặp mặt tại Đồng Nai năm 2020 thì là tôi đã thay mặt cho nhà trường xin thông báo với các thầy cô cùng các chị do vậy hôm nay tại Ninh Thuận thì cho phép tôi được xin thông tin rất nhanh ở cái khoảng thời gian từ 2010 đến nay. Xin kính thưa các thầy cô cùng toàn thể các chị và các bạn thì là